Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SET với chương trình Mỹ Lan Show. Với thưa quý vị, ngày hôm nay rất là hân hạnh được gặp gỡ thị trưởng thành phố Westminster, đó là anh Chí Trạch Liên Nguyễn. Vì có rất là nhiều những vấn đề liên quan đến những cái sinh hoạt của cư dân, mà Mỹ Lan cũng là một trong những cư dân của thành phố Westminster. Chúng ta cùng gặp gỡ thị trưởng thành phố với những câu hỏi liên quan với những đời sống của cư dân nha quý vị. Trước hết thì Mỹ Lan thân mến, chào thị trưởng Chí Trạch Liên Nguyễn ạ. Dạ vâng, rất hân hạnh được trở lại với chương trình Mỹ Lan Show trên đài SET TV. Dạ, xin được kính chào chị Mỹ Lan cũng như xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài. Vâng, thưa anh thì có rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến những cái sinh hoạt của những người cư dân riêng về thành phố Westminster. Thì Mỹ Lan có đi một vòng thì rất là nhiều, có một cái đề tài dĩ nhiên nó liên quan đến những người tâm thần, những người homeless, và đặc biệt nổi cộm đây nhất là nó liên quan đến những cái quán ăn gọi là bên cái vỉa hè. Dạ vâng. Và nó gây cũng một số người, người ta thích, tại vì người ta thích đi ăn đêm hay là vui chơi, nhưng mà cũng có một số cư dân người ta lại cảm thấy rất là nhiều câu hỏi. Mỹ Lan đi một vòng, Mỹ Lan thấy rất là nhiều, gặp Mỹ Lan cũng hỏi. Thì với công việc là một cái người như mình làm về truyền thông thì mình cũng muốn cho cư dân có những cái câu hỏi muốn truyền tải đến thẳng đến thị trưởng thành phố để coi cái cách giải quyết của thành phố như thế nào qua những cái thắc mắc hay là những cái khiếu nại của cư dân thành phố Westminster. Dạ, dạ thưa thị trưởng, vậy thì nổi cộm đây là có một số vỉa hè mà có nổi lên những cái quán ăn. Dạ, trước đây thì Mỹ Lan thấy ít lắm, nhưng mà dạo gần đây Mỹ Lan thấy rất là nhiều, mà có thể nói rằng là hầu như là mỗi ngày luôn. Mà nhưng mà cái mà nhiều người ta nói Mỹ Lan rằng là bây giờ từng step một, chúng ta chưa nói vấn đề là an toàn thực phẩm hay là những cái giấy phép, thì muốn hỏi thị trưởng rằng là qua những cái quán ăn như vậy đó thì mình cái đó những người đó họ có xin có license hay không? Cái câu hỏi mà nhiều người gặp Mỹ Lan nói, ủa mấy người đó làm gì có license không? Mà nếu mà có license thì tại sao thành phố lại cho phép làm như vậy? Có an toàn thực phẩm hay không? Có hợp vệ sinh hay không? Có hợp mỹ quan thành phố hay không? Xin thị trưởng có thể cho một câu giải đáp ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Mỹ Lan đã đặt câu hỏi này cho khán thính giả, và chắc chắn là có nhiều cái thắc mắc của nhiều người, và chính cá nhân chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các thắc mắc và nhiều cái cú điện thoại gọi vô và đặt câu hỏi về vấn đề này. Cho nên ngày hôm nay cơ hội để mà thưa chuyện với tất cả quý vị về cái đề tài này thật là thú vị thưa với quý vị. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng là đây là luật lệ của tiểu bang cho phép. Cho phép là những người họ có thể bán trên vỉa hè. Tuy nhiên cái cho phép đó nó sẽ là một cái sự bó buộc, bó tay cho cái thành phố ở một cái điều khoản nào đó. Chính vì như vậy nếu chúng ta nói rằng là chúng ta đưa cảnh sát ra để dẹp ngay thì cũng không dẹp được, là bởi vì chúng ta phải tuân theo cái lệnh của tiểu bang. Và tuy nhiên chúng ta tuân theo cái lệnh của tiểu bang không có nghĩa rằng là chúng ta không có những cái luật lệ của thành phố. Chính vì như vậy mà trong những tháng vừa qua khi mà có những cái sự khiếu nại như vậy thì chúng tôi đã ngồi lại để làm việc với lại bên luật sư thành phố, coi lại luật lệ của tiểu bang cũng như là những cái luật lệ của thành phố chúng ta có thể đưa ra bằng cách nào đó để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề này. Thứ nhất, chúng tôi trả lời ngay là chúng ta không thể dẹp bỏ được, chúng ta không thể dẹp bỏ được cái vấn đề này, nhưng có nghĩa không có nghĩa rằng là chúng ta không thể làm việc gì khác hơn. Chúng ta có thể đúng như là chị nói, những người này khi mà mới đầu họ bắt đầu ra thì họ chỉ có làm weekend thôi, họ chỉ bán buổi tối weekend thôi, nó chỉ là sơ sài một vài nơi thôi. Chiếc xe đẩy cái gì vậy đó. Bây giờ thì chị thấy rằng là không những là nó tràn lan trên nhiều vỉa hè ở của thành phố. Bên cạnh đó thì chị thấy rằng là họ không chỉ bán trong weekend thôi mà họ bán từng ngày, mỗi ngày như vậy, và bán qua đêm, không phải qua đêm nhưng mà từ chập tối cho tới 1-2 giờ sáng. Thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái việc mà, và chị có hỏi rằng là họ có giấy phép không? Dạ thưa không. Rồi thì cái vấn đề mà an toàn thực phẩm hay không thì cái chuyện đó cũng không có ai để mà kiểm soát hết. Nói như vậy là chúng ta có thấy được những cái hậu quả nó xảy ra chưa? Chúng tôi chưa thấy cái hậu quả báo lại là về an toàn thực phẩm nó bị cái này bị cái kia. Nhưng mà trên phương diện của tiểu bang chúng tôi phải làm việc làm sao để mà không có đi trái ngược lại cái luật lệ của tiểu bang. Bởi vì chúng ta đi trái ngược với luật lệ của tiểu bang ấy, thì họ có thể là họ kiện tụng thành phố. Chính vì như vậy mà chúng tôi rất là phải cẩn thận khi mà đưa ra những cái luật mà nó khó khăn hơn và đòi hỏi họ phải có giấy phép để mà thực hiện những cái cuộc buôn bán này trên vỉa hè. Thì thưa với quý vị, cách đây khoảng chừng 2 tháng, thưa với chị Mỹ Lan, thì là thành phố đã ngồi lại với nhau đưa ra một cái luật lệ. Sau khi làm việc với lại bên luật sư thành phố với lại nhân viên của thành phố rồi đó, thì là có đưa ra để cho hội đồng thành phố thông qua một cái luật được gọi là luật của tiểu bang của thành phố về vấn đề những thương vụ mà bán trên vỉa hè. Thì thưa với chị là những cái đó nó gắt gao hơn, và chính vì như vậy mà có lẽ rằng sau khi thông qua cái này đó thì là họ sẽ những cái cuộc buôn bán trên vỉa hè sẽ bớt đi rất nhiều, bởi vì cái luật nó bắt đầu nó thu chặt lại, nó làm cho khó khăn hơn. Thứ nhất là cần phải có giấy phép, thứ hai là phải đi theo cái quy luật của thành phố đưa ra về vấn đề an toàn vân vân và vân vân, thưa với chị. Vâng, thưa anh, thì anh đang nói vấn đề này thì Mỹ Lan lại chợt nhớ đến một cái sự mà người ta cũng thắc mắc và người ta cũng nói ra, thì người ta bảo rằng là nó không công bằng cho những cái nhà hàng, hay là nó không công bằng cho những cái nhiều khi mà mình tổ chức một cái buổi ăn uống như là hội chợ, hay là mình giống như Mỹ Lan nói, thí dụ như là thành phố của mình hay tổ chức những cái buổi chợ đêm ở ngoài phố Lộc Thọ vân vân, hoặc là mình tổ chức một cái buổi party cuối tuần gì đi, đều phải xin giấy phép, hoặc là phải liên quan vấn đề mà thực phẩm, những cái điều người ta xuống, người ta phải check, phải tuân theo cái quy định là phải có lưới che thức ăn hay đại khái vậy. Dạ vâng. Như là những cái buổi hội chợ nhà thờ đi, dạ, thì Mỹ Lan thấy là họ rất là khó khăn, phải đúng, phải theo luật lệ, dạ, xin phép là theo luật lệ. Thì người ta bảo ủa, nếu làm vậy là không công bằng, một cái người muốn làm vậy thì làm, không có giấy phép này nha, rồi không có một cái ai xuống kiểm tra hết. Dĩ nhiên là mình chưa nghe thấy nói đến những đề mà an toàn thực phẩm, nhưng mà có ai bị cái gì không, nhưng mà qua cái đó người ta nói là không công bằng. Dạ. Thì như vậy thì theo như anh nói rằng là cái hướng của city, thành phố sẽ giải quyết rằng là phải đi theo những cái đó để cho nó công bằng, đúng không anh? Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị, là thành phố sẽ phải làm sao cho nó công bằng với lại tất cả mọi người, nhất là những cái cơ sở hoặc là những nhà hàng hiện tại bây giờ họ đã có giấy phép để mà làm ăn buôn bán như vậy, mà bây giờ có những cái cuộc buôn bán đồ ăn trên vỉa hè như vậy thì nó sẽ làm bớt cái du khách của những người khách của họ. Thì chính vì như vậy mà như là chúng tôi có nói rằng là luật của tiểu bang chúng ta không có tránh được, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao ở trong thành phố chúng ta có thể bó chặt nó lại được, tất nhiên là làm sao siết chặt được cái luật lệ đó. Và thưa với chị là trong khoảng những 2 tháng vừa rồi thì chúng tôi đã thông qua cái luật của thành phố rồi, và sau đó thì là cảnh sát cũng như là nhân viên của thành phố đã đi báo cho họ biết. Yeah. Sau 30 ngày thì cái luật đó đã được ứng dụng. Yeah, vâng. Và bây giờ đó là trong khoảng cái thời gian này là thời gian đang báo cho họ biết rằng là quý vị phải chấm dứt việc này, wow, còn bằng không đó thì quý vị sẽ bị phạt, và quý vị phải dẹp, và nếu mà quý vị muốn tiếp tục cái này đó thì quý vị phải xin giấy phép và đi theo cái quy luật mà thành phố mới đưa ra. Yeah, vâng. Cho nên thưa với chị rằng là trong cái tiến trình này thì là tôi tin tưởng rằng là sẽ có rất nhiều cơ sở mà buôn bán bên vỉa hè đó, những người mà buôn bán vỉa hè sẽ không có cái limit lại. Dạ vâng. Nó vẫn đi theo cái luật lệ như là những cái nhà hàng, như là những cái chương trình mà người ta thực hiện mà phải có xin giấy phép đàng hoàng, dạ vâng, an toàn thực phẩm. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Có thêm một điểm nữa, dạ, thưa với chị là hiện nay đó thì là mình đã thông qua cái luật, và sau 30 ngày thì cái luật được ứng dụng, và sau đó thì họ phải tuân theo. Trong những ngày tới đây thì tôi tin tưởng rằng là họ sẽ bớt đi. Tuy nhiên thành phố muốn để cho họ có một cái cơ hội, kể cả người Việt Nam của mình nữa, thì có thể có một cái workshop vào ngày mùng 10 tháng 8 tới đây. 10 tháng 8. Một cái buổi họp thì là cái buổi hôm đó nó sẽ nói về những cái luật, vâng, lệ. Chắc là sau một vài thông tin thương mại đi, dạ, mình sẽ trở lại, mình sẽ nói, dạ vâng, thông báo này đến cho một, dạ vâng, cư dân mình biết nha, dạ thưa, dạ anh. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, chắc đến đây chúng ta tạm ngưng trong giây lát sau một vài thông tin thương mại của đài. Và mong quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện này để chúng ta biết rõ thêm về những cái luật lệ mới của thành phố qua cái việc mà buôn bán trên vỉa hè nha quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của đài truyền hình SET TV, chương trình Mỹ Lan Show với sự hiện diện của thị trưởng thành phố Westminster, đó là ông Chí Trạch Liên Nguyễn. Vâng, thưa anh, trở lại cái câu chuyện như vậy thì như anh nói rằng là cái chuyện này đang được thành phố đang giải quyết. Và vào ngày 10 tháng 8 sắp tới đây, buổi sáng lúc 10 giờ sáng sẽ có một buổi hội thảo gồm có 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam. Tất cả quý vị đồng hương nào mà đang quan tâm về vấn đề này cũng có thể đến City của thành phố Westminster. City Hall của mình ngay trên đường Westminster, góc đường American Way, đúng không anh? Dạ vâng. Đó thì là chỗ tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó thưa quý vị. Chúng ta sẽ có một cái buổi hội thảo vào ngày 10 tháng 8 thứ Năm lúc 10 giờ sáng cũng như là buổi chiều thì là 5 giờ chiều. Vậy là hai buổi. Hai buổi để mà nói chuyện về vấn đề đó. Thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc, quý vị cứ gọi về cho cô Vicky Morgan, là cô về Code Enforcement đó. Số điện thoại là 714 548 3478, 714 548 3478. Vâng thưa quý vị, đó là cái câu chuyện liên quan đến vấn đề mà yêu cầu phải có giấy phép buôn bán trên vỉa hè và tuân theo những luật lệ như là của những cái nhà hàng, là những cái tổ chức khác, những cái cơ sở thương mại khác đã tuân theo. Đó là vấn đề đó. Còn bây giờ chúng ta Mỹ Lan muốn clear chuyện này, tại vì có một vài ý kiến lại cho rằng là cái này là từ hồi mà các ông Chí này ông lên làm thị trưởng tự nhiên ông cho phép cái vụ này. Thật sự quý vị ơi, ngày hôm nay rất là rõ ràng đây là luật của tiểu bang, và bây giờ chúng ta muốn thay đổi một cái điều gì đó thì chúng ta cũng phải họp, rồi chúng ta cũng phải đưa ra một cái vấn đề giải quyết rất là cẩn thận để tránh cái kiện tụng sau này, chứ không phải cái đó là cái ý của ông thị trưởng. Chúng ta clear cái chuyện đó. Và thị trưởng cũng đang rất là lo lắng về những cái chuyện này. Chúng ta chờ cái cách giải quyết sắp tới nha quý vị nha. Rồi bây giờ liên quan đến thành phố, thưa anh, thì trở lại cái câu chuyện trước đây mình cũng đã thường nhắc đến cách giải quyết cho vấn đề mà những người bệnh tâm thần hay là những cái người mà homeless, mà em thấy rằng là bây giờ cái tình trạng đó hình như nó vẫn còn, phải không thưa anh? Thưa quý vị, tình trạng homeless, tức nhiên là vô gia cư đó, thì nó lan tràn khắp nơi chứ không phải là chỉ ở thành phố Westminster hay những cái thành phố lân cận ở đây. Cái vấn đề mà nan giải là chúng ta phải giải quyết bằng cách nào, thì thưa với quý vị, nó cũng liên quan tới cái luật lệ của tiểu bang cũng như là luật lệ mà tòa án đưa ra. Thành thử ra chúng tôi rất là khó khăn để mà giải quyết cái vấn đề này. Trong nhiều năm qua cũng đã cố gắng rất nhiều, với cái tư cách là nghị viên trước đây và bây giờ là thị trưởng, chúng tôi cứ tiếp tục để làm cái việc đó. Nhưng cái luật nó bắt buộc là chúng ta, nếu chúng ta muốn giải quyết hay là muốn bắt những người mà phá phách đó, người homeless, nhưng mà họ chuyên có những cái vấn đề mà gọi là thiệt hại tới cho các thương vụ đó hay là các nơi đó, thì là chúng ta cần phải có một cái nơi được gọi là cái trung tâm cải huấn cho những người vô homeless hoặc là những cái nơi mà để cho họ có thể tạm trú. Chính vì như vậy mà thưa với quý vị, trong vài ba tháng qua chúng tôi cũng đã thông báo về vấn đề này. Có nghĩa rằng là thành phố Westminster, thành phố Fountain Valley và thành phố Grove, 3 thành phố đã phối lại và hợp lại với nhau để có một cái trung tâm cải huấn được gọi là Navigation Center. Thì thưa với quý vị, chúng tôi đã khai trương về cái vấn đề này và chúng tôi đang khai trương để mà chúng ta có thể gọi là tu bổ lại. Thì chúng tôi đang là trong cái tiến trình để mà khang trang lại trong cái khu vực đó cho tới chắc có lẽ vào đầu năm tới này chúng ta sẽ bắt đầu khai trương, và lúc đó thì chúng ta sẽ giải quyết được một cách rõ ràng hơn, chính xác hơn về cái vấn đề mà vấn nạn của người homeless. Nhưng mà không nói như vậy không có nghĩa là tới giờ này chúng tôi không làm gì. Thưa với quý vị, chúng tôi cũng đã tăng cường thêm 2 cảnh sát để mà lo đặc biệt về vấn đề homeless của trong thành phố. Bên cạnh đó thì thưa với quý vị, chúng tôi cũng đã lo về vấn đề mà giải quyết giúp cho những người đó bằng cách này cách khác trước khi chúng ta có một cái trung tâm cùng với 2 thành phố Fountain Valley và Grove. Thì thưa với quý vị, chắc chắn rằng cái việc mà giải pháp về vấn đề mà người vô gia cư chúng ta sẽ từ từ chúng ta giải quyết được, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta làm không phải một sớm một chiều đâu. Dạ vâng, mà cho dù rằng là chúng ta có một cái trung tâm cải huấn đi chăng nữa thì Mỹ Lan thấy cũng rất là khó. Là tại vì vấn đề là cái người vô gia cư đó người ta có chịu vào ở trong đó để mà sinh hoạt hay không. đúng không anh? Dạ đúng như vậy thưa chị, nhưng mà nó khác hơn ở chỗ này, khi mà chúng ta có một cái trung tâm rồi mà mình đưa những người đó về đó mà họ không chịu, họ lại ra và họ trở ra họ lại phá phách nữa tiếp. Thì là mình là lúc bấy giờ cảnh sát có quyền cầm tay họ và bắt giam họ. Và khi mà họ giam họ như vậy đó thì là thưa với chị rằng là cái này nó đã xảy ra ở nhiều thành phố khác. Khi mà họ không muốn bị bắt mà bị giam hoài thì bắt đầu từ họ lại đi cái thành phố khác. Dĩ nhiên chúng tôi không muốn là từ thành phố này họ sang thành phố khác, nhưng mà cái trước mắt là chúng tôi phải giải quyết ở trong cái thành phố của chúng tôi trước đã. Thì là lúc đó cảnh sát với có quyền mà gọi là hành xử về cái việc mà bắt nhá giam hoặc là cái tội. Còn bây giờ thì không làm gì được, không đụng họ được, cùng lắm là chỉ ra nói chuyện với họ đừng phá nữa, đừng này kia thôi, chứ còn không có được quyền bắt họ cho tới khi mà có đó. Anh vừa nói qua cái vấn đề là luật pháp thì mình nhờ cảnh sát can thiệp, nhưng mà cũng có một, Mỹ Lan cũng nghe rất là nhiều người ta bảo rằng là có đúng như vậy hay không, tiện anh em Mỹ Lan muốn hỏi luôn. Nhiều người bảo rằng là hình như là cảnh sát đi nhựa nó họ lờn, giống như họ bị lờn á, là tại vì họ không có sợ. Giờ có bắt họ đi chăng nữa thì nhiều người nói bắt vô rồi cũng thả ra, tại vì nó quá nhiều và mình cũng không có cái chỗ chứa, nhà tù cũng không có trụ, thành ra nhiều khi bắt vô đó rồi cũng thả ra. Vì như vậy có đúng như vậy hay không? Nhiều người bảo là nhiều người nói bắt nó không có sợ cảnh sát nữa, là tại vì nó biết là bắt vô rồi cũng thả ra. Có thể đó là một cái nguyên nhân mà họ vẫn tiếp tục, giờ họ cảm thấy là họ không có sợ, luật pháp của mình nó không có được đúng như vậy, chặt chẽ không thưa, thưa với chị là có những người họ dựa vào cái cớ đó để mà họ gọi là ra vào. Mình có bắt họ vào chăng nữa họ lại ra nữa, bắt vào họ ra nữa, nhưng mà mình vẫn tiếp tục, mình có quyền mình bắt, mình giam họ sau khi mà mình đã có cái trung tâm đó rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là thưa chị, khi mà họ có những cái vấn đề đó thì mình có một cái khâu khác nữa, mình được gọi là những cái người mà giúp việc cho bệnh tâm thần. Thì tụi này đã có một cái, đã ký một hợp đồng với lại một cái tổ chức khác, một cái cơ quan khác được gọi là cơ quan Be Well OC, có nghĩa là về vấn đề tâm thần, để giúp cho cảnh sát để mà cho định được những người mà đang bị bệnh tâm thần hoặc giúp họ về cái vấn đề đó. Thành thử thưa với quý vị là như vậy nó cũng bớt đi cái thời gian của cảnh sát để cảnh sát có thể làm những cái việc khác. Còn những người này họ cũng là những người mà họ có chuyên môn về vấn đề tâm thần, thì họ có thể giúp cho những người đó. Thực sự nếu mà họ có cái bệnh tâm thần thì họ sẽ được giúp đỡ. Mà nếu mà không có thì họ cũng được định giám coi là họ bị ở trong cái giai đoạn nào hay là ở cái điểm nào. Thì thưa với quý vị, chúng tôi cũng đã làm việc với lại bên Be Well OC để mà có chương trình này. Thật sự bên Be Well OC thưa với quý vị là quý vị nếu mà không phải ở trong cái trường hợp đó mà chúng ta ở người nhà của chúng ta hay bất cứ người nào mà có vấn đề thì quý vị cũng có thể gọi vào để có thể được giúp đỡ. Cái đó hoàn toàn miễn phí thưa với quý vị. Quý vị liên lạc về sở cảnh sát thì là nói rằng chúng tôi cần có cái sự giúp đỡ về cái vấn đề tâm thần, thì là họ sẽ cho họ sẽ phái những người này tới đó để mà giúp cho chúng ta những cái chuyện đó miễn phí, không có tốn kém gì hết. Wow, nói tới đây tôi cảm ơn thị trưởng thành phố rất là nhiều. Thật sự nếu mà nói tới nó rất là nhiều vấn đề để nói, nhưng mà hy vọng là lần tới thì Mỹ Lan sẽ mời thị trưởng lên đây, anh Chí lên đây để có thể trình bày thêm một cái số vấn đề về liên quan đến thành phố. Thấy anh lúc này là hơi mệt mỏi đấy nha, tại nó có nhiều vấn đề phải giải quyết quá. Vâng, một lần nữa thì chúng ta tạm chia tay nơi này, và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì bất cứ có những cái vấn đề gì xảy ra ở trong thành phố thuộc về cái phạm vi của anh thì Mỹ Lan mong rằng anh lên đây để chúng ta có thể trình bày với khán thính giả, cũng như đặc biệt là các cư dân thành phố Westminster nói chung. Một lần nữa xin cảm ơn chị Mỹ Lan và cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, cảm ơn anh Chí Trạch Liên Nguyễn rất là nhiều, và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.